Sông Đồng Nai có thể nói là đẹp nhất cả nước, là một lợi thế về du lịch và là niềm tự hào từ xưa đến nay của cư dân nơi đây. Sông Đồng Nai chảy qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 200 km. Trong định hướng quy hoạch chung, sông Đồng Nai được xác định là trục cảnh quan chính để xây dựng các đô thị ven sông. Đây là nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho Đồng Nai, với đầy đủ những giá trị về cảnh quan, môi trường, giao thông, phát triển du lịch dọc hành lang ven sông theo chiều dài của nó. Nơi được chờ đón trở thành thành phố du lịch lớn nhất Đông Nam Á, khu du lịch Sơn Tiên, hứa hẹn như một thiên đường du lịch phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của du khách gần xa. Là một trong những tỉnh thành không có thế mạnh lớn về du lịch, nhưng nếu kể đến, Đồng Nai cũng có vô số những địa điểm du lịch đầy cuốn hút và vô cùng thú vị đối với du khách. Hy vọng rằng sắp tới đây, ngành du lịch Đồng Nai có bước chuyển mình ấn tượng, ghi tên vào bản đồ du lịch Việt Nam trong tương lai không xa.